Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình có một yêu cầu nho nhỏ thế này, mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, cũng coi như là để ủng hộ mình để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xong con này, đến nụ con này, xong, tôi xong rồi. Xong cái này thôi, chơi đi. Ừ. Có biết mày vút hay vút đâu, có biết lúc nào mà hết giờ không mà. Mới hết giờ. Tôi hết phút chưa? Chưa hết phút chưa đây. Như vậy là sản phẩm của nó có tốt đẹp thì đây sẽ tốt hơn về chỉ đạo các bạn nhé. Hết phút chưa? Cái ấn. Đây là sản phẩm cô gái đi làm của mình. Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những video thật là đẹp, tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.
anh em mình sẽ tôn một cái trang trại là